Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử và quá trình công tác Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Chiều ngày 30 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tóm tắt tiểu sử. Họ và tên: Nguyễn Thanh Nghị. Ngày sinh: 12 tháng 8 năm 1976. Dân tộc: Kinh. Quê quán: phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngày vào Đảng: 26 tháng 1 năm 1999. Chuyên môn nghiệp vụ: kỹ sư xây dựng. Học hàm: học vị, tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng. Lý luận chính trị: cao cấp lý luận chính trị hành chính. Ngoại ngữ: tiếng Anh. Chức vụ: Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Đại biểu Quốc hội khóa 14, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tóm tắt quá trình công tác. Tháng 6 năm 1999 đến tháng 1 năm 2007, giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, học thạc sĩ tại Trường Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, học tiến sĩ tại Trường Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Giảng viên tại khoa xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2007 đến tháng 12 năm 2008, trưởng ban quản lý đào tạo sau đại học và quan hệ quốc tế Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12 năm 2008 đến tháng 11 năm 2011, phó hiệu trưởng, trưởng phòng quản lý đào tạo sau đại học và quan hệ quốc tế Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, phó bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, tháng 1 năm 2011, được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 11 năm 2011 đến tháng 2 năm 2014, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tháng 2 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tháng 10 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tháng 1 năm 2016 đến tháng 10 năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Kiên Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng tháng 1 năm 2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ mùng 8 tháng 4 năam 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 được bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.